Xuân Lan bữa nay về nghỉ Tết hết nè. Nay cái nước này nước lớn quá sao ra vậy trời. À. Lúc là xuống dưới luôn. Chả khó ra nha. Chắc phải lạc bộ ra coi. Nguy hiểm quá. Nay xà lan bữa nay là thấy chín nè, nay xà lan tụ tập về đây để ăn Tết. Cái xà lan này xà lan khủng không, cái xà lan của anh em cột chèo năm thứ ba ngoài kia, chút nữa mình lại coi. Năm ngoái mình cũng có quay một cái, nhưng mà cái xà lan của ảnh là năm ngoái chỉ có 150 khối thôi, còn năm nay là ảnh đổi chiếc xà lan tới 900 khối là để coi như thế nào. Chiếc xà lan này của hàng xóm gần gần đây. Xà lan này hầu như xà lan chứa cát không à, cát xà lan này chắc cũng khoảng cỡ 900 khối quá, 700 tới khoảng cỡ 900, hay tương đương với lại cái xà lan của anh giữa. Này để kéo cái con mỏ nêu cuối năm người ta thường thường người ta hay sơn lại, đi năm có về sơn lại nó bóng bóng cho khỏi rác. Với lại người ta xịt sơn, nó quay xịt dầu vô, xịt xà vô để cho nó khỏi rác. Này dạng đi xe chở cát này là xe nó múc hoặc là máy bơm, quanh u à, nó xà lan kia bự. Mấy chiếc là mấy chiếc vỏ gỗ. Bên kia là Long An à, cầu Mỹ Lợi à. Bên bên này là địa phận của Tiền Giang, Gò Công, Tiền Giang. Đây chiếc này chiếc của anh em cục chèo à.
chiếc này dài dài là 50 mét này không à, từ mũi mới tới sau là 50 mét, sức chứa là chiều ngang là 10 mét, chiều ngang từ đây bên này sức chứa là nghe anh nói là 900 khối á. Giờ nó bơm cát từ còn quá trời. Để lên đây này đứng coi. À. Ừ, trong này có tivi, có bàn ghế salon. Bàn ghế là ngồi giỏng viết được. Này hầm nước chứ. Đóng cửa có thằng cháu mà nó bận không ra, trèo xuống coi cái máy dưới toilet ba đồ linh tinh, ngoài này là vệ sinh tắm rửa. Này cho này dọc lên nha, lên đường tầng có càng cao luôn ta, cao câu rê. Đó, dài dài dữ rồi. Vậy bốn chiếc này cũng ngang ngửa nhau, bốn chiếc này ngang ngửa nhau, chiếc ngoài kia chiếc giữa ấy, chiếc này chiếc ngoài kia. À, coi chiếc bên này thôi coi. Chiếc này nhìn nhỏ hơn. Chiếc này nhìn nhỏ hơn. Có chiếc xà lan đang chở container. Cầu Mỹ Lợi kìa. À, cầu Mỹ Lợi ạ. Xà lan dưới kia đậu quá trời dưới kia kìa. Thì xong bên kia cũng xà lan đậu nhiều. À, đậu quá trời luôn nè.
Ồ, mấy cái chiếc ghe kia, chiếc ghe bằng gỗ mà cũng lớn dữ Thắng à. Dạ, Mấy bằng cái gỗ. ghe gỗ. Đó, hai chiếc kia kìa. Anh chị kia có nói lại thì Đó. xi măng rồi. À, xi măng hả? Ăn đi, nó mì đến thấy. Mì cái gì mà mì trời, rốt. Mì sống hay vậy? Cái này cái ống nước để khi bơm nước cho đây, bơm nước cho đây, vậy thì qua mấy con cái cào thấp á, mình phải bơm nước cho đây để cho nó chìm xuống, chứ không cái mũi ở ngoài kia nó vướng cào, bơm vô. Này cái ống này, ống hay đường kính nó cũng 20 cm, bơm ơi. Ô oh my god. Ở trên này nó dù chút phải. Đây gì làm gì? Này giờ giờ này chỗ lái này. Ủa, dạ. Hai cái giọng. Ủa. Cái này không đóng cửa lại lê xuống dưới sao ta? Này lái bằng thủy lực. Chứ không phải lái bằng bằng cơ. Nên đây cái này nó nhẹ hèo à. Ba cái đồ đề điện à, vậy lái như là nó giống như là tàu Titanic. Và cái máy máy quay để kéo cái dây cáp về cái mỏ neo. Ơ này. À này nó à.
anh đó cũng là anh em cục chèo, anh đó anh thứ hai, còn anh mà chạy cái ghe này, cái xà lan này là anh thứ ba. Anh em cục chèo không?